Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Big Bet dự đoán cùng thể thao văn hóa và ngày hôm nay như thường lệ chúng ta sẽ cùng với bình luận viên Anh Ngọc đến với trận đấu lượt thứ năm vòng bảng Champions League giữa Basel và Manchester United. À, vâng, thưa anh Anh Ngọc, tại bảng A lúc này thì Manchester United đang dẫn đầu với 12 điểm và đối thủ của họ là đội chủ nhà Basel đang rất khao khát một chiến thắng để bứt lên khi có một cùng điểm số với là CSKA Moscow. Vậy anh Ngọc đánh giá như thế nào về cặp đấu này ạ? Tôi nghĩ rằng bây giờ Manchester United chính là đội bóng sẽ quyết định số phận của bảng này. Đầu tiên là họ sẽ gặp Basel trong cái hoàn cảnh mà họ chỉ cần một điểm thôi. Tôi nghĩ rằng là Man U bây giờ chỉ cần một điểm là chắc chắn nó sẽ có mặt ở vòng đấu knock out rồi. Và ở trận đấu sau đó thì các cầu thủ Manchester United sẽ gặp các cầu thủ CSKA Moscow. Như vậy, Manchester United bây giờ sẽ là quyết định số phận của cả Basel lẫn Loncesto, hiện tại thì uh, Manu đã được uh, 12 điểm sau 4 trận toàn thắng và uh, phong độ rất là tốt. Còn các cầu thủ bazen vào thời điểm này thì đang ở trong thế tuyệt vọng. Họ đã thua Seska Moscow ở vòng đấu thứ tư và bây giờ thì đang rất là khao khát điểm. Nếu như cầu thủ Seska Moscow uh, thắng Benfica trong trận đấu diễn ra uh, cách đó 2 tiếng đồng hồ thì cái áp lực lên các cầu thủ bazen ngày càng lớn, ngày càng lớn hơn hơn cả và vì vậy các cầu thủ Bazel sẽ bước vào trận đấu này như là một trận đấu quyết tử bởi vì uh, họ hiểu rằng chỉ có 3 điểm thì mới có thể giúp cho họ vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này thôi. Nhưng mà uh, thắng được Man U thì không hề dễ dàng một chút nào cả. À, vâng, thưa anh Ngọc thì Manchester United uh, dường như đã lấy lại phong độ của mình với sự trở lại của các trụ cột, đặc biệt là Pogba nơi tuyến giữa. Và theo anh thì với sự hưng phấn từ uh, trận thắng uh, Newcastle 4-1 ở tuần vừa qua thì anh nghĩ như thế nào khi mà uh, MU chấp uh, Basel 1/2 trái ạ? Tôi, tôi nghĩ chấp là chuyện hoàn toàn uh, hoàn toàn có thể hiểu được. Newcastle uh, Newcastle rõ ràng không phải là một đối thủ của Manchester United. Bazell cũng vậy nhưng mà trận đấu với Newcastle cho thấy rằng, rằng là một khi Pogba trở lại, cả Ibrahimovic trở lại, cả khi Lukaku bắt đầu ghi bàn trở lại nữa thì đội bóng này thực sự đáng gờm. Tuy nhiên, uh, tôi không nghĩ là Manchester United sẽ đá với một đội hình gọi là mạnh nhất trong trận đấu trên sân xanh Jacop Park của Bazell mà Uh, kết quả của trận đấu này thì sẽ phụ thuộc rất nhiều Vào cái gọi là uh, Cái tính toán của Mourinho như thế nào Tôi không nghĩ rằng là Mourinho sẽ tung ra một đội hình uh, Mạnh uh, như là đá Ở ở uh, 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 Premier League Nhưng đây cũng sẽ là một đội hình đủ mạnh Để có thể có ít được nghĩ nhất một điểm Trên sân của Bazen Và uh, vào cái hoàn cảnh hiện tại khi mà bazen đã thua 3 trong số 6 trận đấu gần nhất Trên sân nhà của mình ý. Tức là sân nhà của họ không còn là cái nơi uh, Tuyệt vời đối với họ nữa Cũng như là họ đã thua MU 03 ở trong trận đấu lượt đi trên sân Old Trafford thì, thì tôi nghĩ rằng là phong độ hiện tại rồi là đối đầu trực tiếp thì tôi nghĩ rằng Manchester United chấp như vậy là là hợp hợp lý và MU sẽ thắng ở trận đấu này. À, vâng và như vậy thì anh sẽ dự đoán số bàn thắng của trận đấu này là bao nhiêu khi mà tỷ lệ nhà cái đưa ra ở trận đấu này là tỷ lệ là 2/4. 2/4 2/4. 4 là một tỷ lệ thấp bởi vì nó xét trên rất nhiều khía cạnh, xét trên khía cạnh là cầu thủ Bazen gặp khó khăn trong việc ghi bàn và việc cầu thủ Manchester United đang bảo vệ mạng lưới của mình rất là tốt. Sau 4 trận đấu đầu tiên ở Champions League vòng bảng thì cầu thủ MU mới chỉ để lọt lưới có một bàn và 12 trên 18 trận đấu gần đây nhất của họ trên tất cả các giải thì họ không để lọt lưới bàn nào. Và tôi nghĩ rằng ở trận đấu này thì điều tương tự cũng sẽ lại xảy ra và trận đấu sẽ có dưới hai bàn, nghĩa là tôi mạnh dạn đề nghị đưa ra một kết quả là emu sẽ thắng với tỷ số 1-0 thôi đủ để uh, chuẩn bị loại gen và đủ để uh, đưa cho các cầu thủ manchester united vào vòng đấu ao à, cảm ơn những chia sẻ cũng như là dự đoán của nhà báo bình luận viên Anh ngọc cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở những trận đấu tiếp theo